Hi tất cả bạn, xin chào mừng các bạn lại quay với channel cuộc sống cao nguyên của mình. Thì hôm nay không phải ngày cuối tuần các bạn ạ, cũng chẳng phải thứ bảy thứ sáu gì hết. Hôm nay mới là thứ ba, nhưng mà mình thế này, hôm nay mình cho vợ con cùng với bà nội và bác Nam đi về nhà bên ngoại chơi. Thì hiện tại mình đang đứng ở nhà mình mới lấy xe đây. Thì bây giờ mình sẽ đi sang ngoại, thì trên đường đi hoặc là sang bên đó có món gì ngon, cái gì hay, mình sẽ quay lại cho các bạn xem, biết được cái cảnh sống, cuộc sống cao nguyên của mình như thế nào nhá. Hôm nay mình cũng không đi làm, nghỉ lấy xe chở vợ con rồi là cu Jin lần đầu tiên được sang ngoại sau 2 tháng sinh. Thì hôm nay mới là lần đầu tiên về bên ngoại đấy các bạn ạ. Về bên ngoại là tức là bố mẹ vợ mình ấy. Thì mình xin mời các bạn đi theo chân mình đi sang Buôn Đôn các bạn nhá. Xem bên Buôn Đôn có cái gì hay, cái gì vui nào, và cuộc sống của mình có những cái gì sôi nổi hoặc có cái gì đó, thì mời các bạn theo chân mình đi sang bên Buôn Đôn. Mời các bạn. Các bạn, mọi người đã lên xe hết rồi, chỉ còn ông Tài là đang ngồi loang ngoang quay đây các bạn. Đây, bà nội, mọi người đã lên xe hết rồi nha. Anh Jin và anh Tin đây các bạn này. Chào Tin. Em Jin thì bác đang bấm bên kia đó. Bây giờ mời các bạn chạy nha, đi nào. Đây các bạn ơi, mình gia đình nhà mình cũng vừa mới tới nhà bên ngoại. Đó, quang cảnh đó, mình để xe từ ngoài tiếp bên kia, tập cái đường nó đường nhỏ lắm, nó mình không chạy xe vào đây được các bạn ạ. Đường đó nên mình để xe ngoài đường bên kia. Quang cảnh nhà ông ngoại đây, đây là mùa mưa nên cỏ mọc khá là nhiều các bạn nhá. Đây là cái xoài, cái bơ này. Hồi xưa ông bà vừa mới thu hoạch bắp xong. Đây là ruộng lúa nhà ông bà đấy các bạn, sắp được thu hoạch dần này. Ui gió muống này, khiếp không. Cánh đồng kia thì họ cũng có nhà gặt, cũng có nhà chưa gặt. Còn đây của ông bà thì chưa gặt các bạn. Đó này, mùa mưa thì ông bà này đi trường nữa, không có thời gian làm, với lại nó mưa nó cỏ mọc nhiều lắm. Đây trời lại đang ấm ấm mưa mưa rồi. Lúc nãy thì nắng. Ui cây câu kìa, cây câu sai quả chưa. Còn đây còn cái anh này này, Tin cầm cái gì đó. Tin đang cầm cái đùi gà các bạn ơi. Tin chào các bác đi con. À chào các bác đó. Tin nhà mình đang cầm cái đùi gà này. Này bông hoa đẹp không các bạn. Hoa này mà bứt ra là cái này là hút được đấy các bạn này. Đấy hút thơm à, ngọt lắm. Đấy mùa này thì hơi chua chua này chứ. Mùa này là nó mưa nhiều. Chính vì vậy là nó đồ ngọt nó không có nhiều. Lại nắng lên rồi các bạn. Cây cau này, quả cau đá chưa các bạn này. Cau lùn đây, quá nhiều lắm. Còn ao thì cá chắc hết rồi. Bèo lên ngập ao luôn các bạn à. Ngày trước mình thả có một xí thôi mà bây giờ nó nhiều quá. Các bạn ơi, bèo này, bèo khiếp hồn luôn này. Tin đi theo bố, đi vào mát con, đi. Con chạy vào với em Jin đi. Đúng rồi, một, nháy. Úi dồi ôi. Bầm. Bầm. Rồi bước qua. Bầm. Cái này là cây rau rừng đấy các bạn này. Nhúng lẩu hoặc nấu thịt bò ngon lắm. Đây là kiệt đi tô. Lát nữa đi nhổ về cho em Jin. Đúng rồi. Cái này tắm tuyệt vời luôn, giày cám đồ. Lát nữa nhổ về để cho em Jin tắm. Quang cảnh của ông bà ngoại thì đã rất là nhiều video mình quay ở đây đúng không? Nhưng mà trong mỗi hoàn cảnh thì nó đều khác nhau. Nhưng hôm nay thì có cây cây hoa giấy lên khá là đẹp. Tin, mình đi vào trong này không? Anh Tin cứ theo đi trong này nắng ốm chết. Tin đi vào đây chào các bác ngay. Đi vào đây chơi đồ chơi. Ơi. Vào đây con, đi vào đây. Jin ơi. Jin lúc nãy đi chơi sướng không? Đi ô tô thích không? Jin nhỉ? Tin đừng ra nắng con nhá. Đừng ra nắng nhá. Ăn hết cái đùi gà là chưa khỏi ăn luôn. Ăn được cái gì ăn?
Đây, còn bà xã vợ mình đang đang nấu ăn. Bà hôm nay lên trường chưa về, có mình ông nên tranh thủ vào sớm để nấu ăn. Chào các bác đi các con. Chào các bác em nào. Đậu cu ve xào, thịt gà mình mới chặt rồi. Cu ve xào lòng. Sườn xào chua ngọt đấy em ơi. Nướng bây giờ anh lười quá. Thịt bò. Thịt bò nhúng màu hoa. Ngon quá. Vậy là cắt mấy quả lá hôm qua đi lắm là nhúng luôn. Để anh đi hái lá hôm qua nha. Hả? Để ra hái lá hôm qua cùng với ông. Ông hôm nay cũng không phải ngày cuối tuần gì cả, nhưng mà bác Nam điều trị cho mình xong rồi, hôm nay ngày bác điều trị khỏi rồi. Nói chung không được 100% nhưng mà được khoảng 80-90% về bệnh tật của bác sau khi bác ở nhà mình là một tuần các bạn ạ. Đúng 8 ngày. Thì hôm nay bác xuống sang bên này để chơi xong rồi mai bác về. Mai bác về chứ Madarak. Madarak cách đây khoảng hơn 100 cây. Thì sẽ đưa bác sang chơi rồi ăn với ông bà bữa cơm. Đấy, mình đang đi quay quán nhé. Xung quanh nhà đây. Ôi đồ chơi này. Đấy, ông bà ông thắp hương. Đi ra hái lá ngủ hoa nha. Nắng quá, nắng quá. Tết Trung Thu trong này mưa các bạn ạ. Mưa từ buổi chiều đến tối. Không cho anh tin đi chơi được bữa nào. Mưa khiếp luôn mà. Công nhận là được mấy bữa Trung Thu năm nào cũng mưa các bạn. Đây, quang cảnh vườn đây. Đó, có lên nhiều. Cái này mà về đầu tư mở trang trại là hơi bị ngon đấy các bạn. Mở trang trại là hơi bị tuyệt vời. Đầu tư mấy trăm triệu vào đây là ngon. Mình cũng rất thích trang trại nhưng mà chưa có tiền để đầu tư, cứ từ từ đã. Tiền nào? Cười lên. Ui giời ơi. Anh tin là mình dị ứng cái gì vào mặt mấy hôm nay rồi. Con ăn đùi gà đi, đùi gà vứt kia kìa. Wow, sao con lại ném thuốc của ông? Con cầm đùi gà lên ngay. Đúng rồi. Rồi mình sẽ đi hái ổ hoa các bạn nha. Tin chào các bác lần nữa nào, nháy mắt nào. Ui giỏi quá. Các bạn này, mình vừa mới hái ít hương nhu để về tắm cho anh Jin các bạn nhá. Jin tin được hết, đây là một vị thuốc cực tốt luôn này, giải cảm đồ tốt lắm, mình sắc uống cũng được. Vậy là mình đang hái một ít cái cây quả sứa mình đã chia sẻ với các bạn ấy, để chữa đau bụng ấy, kích lị đấy. Về cho trẻ con, nhà có trẻ con là phải đề phòng các bạn ạ. Mình còn đang đi tìm để mà có trẻ con là mình phải chuẩn bị thuốc sẵn ở đó các bạn ạ. À, vợ nấu sữa chua ngọt à. Này thì ngon tuyệt rồi. Nhà ông bà thì chỉ có hai anh em. Vợ mình là con út. Anh trai thì lấy vợ đang làm việc ở mở công ty bên ngoài Đà Nẵng ấy. Chính vì vậy nên là đang làm việc ngoài Đà Nẵng. Chính vì vậy nên là mọi công việc là anh ít khi về lắm. Năm mình chắc đoán chỉ về được lần hai lần thôi các bạn, vào dịp Tết hoặc một cái việc gì đó có việc mới về được. Nghĩa anh chị cũng ít về. Là công việc lớn nhỏ gì là hay đến vợ chồng mình làm. Cái là hôm nay thì cũng bà ngoại đi trường, nhưng mà không thì cũng chẳng phải đến tay đâu. Và cũng quay vài cái thôi, nhưng mà hôm nay bà ngoại đi trường. Bố, ấy nắng này cho con bú tí. Mẹ cho con bú đi. Đây các bạn này, mình chia sẻ với các bạn này, nhà ông ngoại mình như này, có cái giếng khoan này các bạn này. Quanh năm chảy nước như thế này, đây cái giếng này. Ông ngoại đã phải xây cao lên như vậy rồi nhá các bạn nhá. Đây, đã xây cái thành nó cao lên như vậy, nhưng mà trên cái miệng nó là nước nó nào phòi lên đây. Ông bà phải làm một cái đường ống. Đấy, cái đường ống ra, các bạn thấy chưa? Một cái đường ống ra đến đây các bạn này. Quanh năm suốt tháng, quanh ngày, mùa nào cũng chảy như thế này. Sướng lắm các bạn ạ. Nhưng ông bà phải dùng cá bồn trên kia, cái bồn để có năng lượng mặt trời ấy, thì bơm lên như đó để xài. Còn đây là để rửa chén, làm gà, làm vịt, làm heo, làm chó gì kệ. Đó, làm ở đây. Đó các bạn ạ. Ông bà có cái sướng vậy ấy. Là có cái giếng khoan không nhận sướng. Mình mới khẳng định là xưa là điều đó đấy. Và mình đang phụ vợ làm cái này để cho vợ cho anh Jin bú một cái chứ. Quá trình đi xe anh Jin cũng chưa bú, còn anh tin là đùi gà rồi. Chắc là lằng đằng no rồi. Không biết buổi sáng mình đi lấy xe sớm thì mua bún cho về có chịu ăn không biết. Đấy.
Không có việc gì khó, chỉ sợ làm không bền, đào núi và lập biển, quyết chí ắt làm nên. Mình cái gì cũng làm được các bạn ạ, thật. Mình chưa có cái gì là mình không làm. Cái gì cũng chưa ok hết. Mát quá, mát quá. Zin tin. À, bố này lấy đuôi gà nha, ăn hết cái đuôi gà rồi, bố này lấy đuôi gà nữa nha. Các bạn ơi, gia đình bố mẹ đã chuẩn bị cơm xong này. Thịt bò nhúng mùa hoa, cái này ăn sướng lắm bác Nam nhỉ. Uống rượu vào ăn mát lắm. Thịt gà sướng, thịt gà bà nuôi đấy. Vàng ươm. Còn anh Tin thì đang làm hú rượu đấy, Tin biết ngay mà. Tin để đó cho bố. Tin để đó. Sườn chua ngọt vợ làm. Cắn đi, cắn đi. Cắn ăn đi nè, nè ăn ớt đi. Cắn đi. Ăn một lần rồi sợ rồi. Làm ra chọc mình ấy, nó cũng biết lắm nhỉ. Thoải mái ăn đi. À, ngon quá, chỉ ăn cơm gia đình thôi các bạn nhá, chứ không có tiệc tùng gì nhiều đâu. Nhưng mà thế này thì ăn có mấy bác cháu anh em và bố mẹ thôi mà. Thấy ơi mẹ. Mở nhỏ mẹ, mở nhỏ hết cờ đi chứ ăn mà. Đây. Em Jin ơi, bây giờ phải nằm đó rồi. Anh Tin làm cái đuôi gà, làm thêm nắm xôi rồi các kiểu, nó chắc no bụng rồi đây. Thịt gà em sang đây em ạ. Rồi mời các bạn nhá, ăn cơm buổi trưa cùng với gia đình nhá. Giờ còn đang nắng này. Qua nhưng mà ở đây hướng này mát lắm các bạn ạ. Gió từ ngoài đồng giờ bay vào sướng lắm, mát lắm. Wow. Đó, cảnh đồng ruộng cái này về già là ở sướng nhất. Mình thích về già là ở cảnh như thế này đây. Vườn có ao, có ruộng, có cuối tuần con cái về là sướng nhất. Đó. Mời các bạn ăn cơm cùng gia đình nhá. Mình chạy xe em cũng uống 1-2 ly thôi. À dạ dạ. Này bỏ xương. Này để bỏ xương này, đủ chưa? Đủ hết rồi phải không? Rồi, con mời bố mẹ đi, con mời bác Nam nào, lên nào giờ, càng mày Tin nhá. Mời các bạn làm một ly rượu cùng với gia đình nhà mình nhá, rượu thuốc bắc mình cắt đây. Wow, thơm em. Em thơm lắm, rượu thơm phức luôn. Đây em đây. Thịt bò nhúng mùa hoa. Rồi mời các bạn cái này vợ đạo diễn này. Mời các khuôn đại nào. Toàn không mẹ. Wow, ngon. Đây các bạn nha, mình ăn một miếng thịt gà nào. Đây, phao câu của mẹ phải không? Của mẹ Nhung phao câu. Đây mình sẽ ăn miếng thịt gà này, ngon lắm các bạn này. Vàng ươm này. Gà này ăn với chất chứ thành phố làm gì có gà thế này các bạn. Bỏ luôn đi con này. Dạ, bỏ luôn bố. Ngon lắm. Đã. Ngon quá. Đấy cái này sôi sôi vậy này. Sôi phát là bỏ ngủ hoa vào là được không? Đây các bạn này. Con gà này cửa nó đôi các bạn này. Wow này. Nè. Hay chưa các bạn? Bạc lại cái khác. Này các bạn này. 2, 4, 6 ngón chân này. Cái này tách đôi, tách ba luôn bác nhỉ. Hay không cái gà này? Gà hay chưa các bạn? Các bạn thấy gà nào có cái chân như thế này chưa này? Đó nè, hai chân luôn chứ không phải là gì tật một chân đâu nha. Nhưng đây là cái giống gà như vậy. Ngoài phía Bắc, Tây Bắc có cái gà chín cựa các bạn. Chín ngón chân luôn đấy. Gà này là gà Đông Cảo, lai Đông Cảo. Đông Cảo có ba chân mà bác nhờ. Hay chưa? Ba móng thôi. À, đợt con này, con gà này nó lớn lắm. Lớn chứ bố. Đáng đẻ mà bố.
ra. Bác Năm lại hai quả về ấp. Bác cho bác Năm hai quả. Quả nữa to. Ôi ngon lắm, gà ngon lắm. Bệnh nhân bia cho là có một bố. Bệnh nhân cho, bạn cho. Bệnh nhân nó biếu. Rồi có một bố, bác Năm cho đi. Cháu lấy chai một vài ly thôi. Wow, rượu thơm lắm các bạn ạ. Rượu thuốc bắc của mình cắt người ông là 50 thì về của người cho chân đổ vào hả? Không, mà đổ chân trắng nước chứ bố. Uống còn lâu hết nhỉ. Uống mấy nước luôn đấy. Mấy chân chủ của bác là ngâm 10 lít à? 10 lít uống, bác uống ở mấy năm à. Cũng ngâm đi ngâm lại. Sườn chưa ngọt các bạn nhá. Sườn chưa ngọt này. Qua ngay chảo này bù chưa ngâm ngay là bạn chân lỗ. Ngon. Chua chua ngọt ngọt ngon lắm. Đây. Em Jin hôm nay là lần đầu tiên sang ngoại đây. Sau 2 tháng ấy. Sau 2 tháng đi chơi đây. Em hai anh em nhà Jin và Tin. Cái này ngon này. Mẹ lấy cái lá cho bố. Được, lá hoa chín. Không sao. Chín còn gì mà chín đâu em, hoa hoa đã tái tái là được. Đừng có tỏ nữa. Không phải, cái này ngon, ngon. Cũng là hoa nhà đắng, sướng lắm. Hoa, ngon quá. Dạ, cái hoa này ngon lắm các bạn nhá. Đắng ăn ngon lắm. Cúp đây. Đây, chất này ngon đây. Wow, ngon quá các bạn ơi. Nước ngọt mà, ngon mà. Nước ngon mà. Cái này là chả nem Ninh Hòa này. Cái này là cho nạc. Cái này nem Ninh Hòa. Rất là ngon, nhiều món. Mời các bạn ăn cơm nhá. Ăn bữa cơm gia đình nhà mình. À? Có chứ, hôm nay chân quay mà. Cơm sáng không bà đồ các bạn này. Xôi này ăn với gà nhá. Xôi này ăn thịt gà thì đúng bài luôn. Xôi đậu. Ngon lắm các bạn. Thầm tí cánh không. Xôi này mà đi rừng đi đồ ngon lắm. Không thích bơm cho bạn. Ba để lấy con thịt gà ngon. Mình hôm nay chạy xe. Nó không dám uống nhiều, ăn uống 2 ly thôi. Còn bác với bố vẫn uống. Ngon. Gà ngọt hả? Hoặc là mềm, trứng gà tơ. Gà tơ mà. Thịt nó mềm. Thế nên hôm nay Tin mới ăn được cái đùi em. Ăn được không? À, hết cái đùi em ạ. Ôi, Tin nó quay quậy kìa. Nó chỉ là phụ một. Đại ca rồi đấy. Phụ một quay lại. Đại ca là